em chào các bác nhá. Cửa hàng em có thêm một chiếc xe Mercedes 180 nữa, mà trong video này em sẽ giới thiệu các bác em mình xem chi tiết. Xe rất là đẹp luôn. Đấy các bác xem. Cái phần ghế da của nó này, phần ghế da của nó vẫn là ghế da zin nguyên bản và còn rất là đẹp, không bị sờn rách. Đấy, không bị nhăn, không bị sờn, không bị nhăn luôn. Để các bác xem đây. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, gần như là rất ít khi có người ngồi đến này. Rất ít khi có người ngồi đến luôn. Đấy, một số những cái vị trí quan trọng em sẽ giới thiệu để các bác mình biết trước các bác nhá. Đấy, xe có cửa gió phía sau này, hàng ghế sau, hàng ghế trước của xe hoàn toàn rất là đẹp. Táp ni, táp đồ xe rất là tươi. Đây các bác xem. Táp ni của nó, táp đồ nó đẹp chưa? Và với giá thì chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác ạ. Đấy, không nhiều các bác nhá, chỉ có hơn 100 triệu thì các bác mình có thể là mua được mẫu xe này mình về dùng rồi. Đấy, số tự động máy 1.8 sản xuất năm 2004. Đấy, với lớp sơn màu đen và nội thất của xe cũng là màu đen. Đấy, xe trang bị rất là nhiều những công nghệ. Đấy, và rất là nhiều những cái tính năng an toàn trên mẫu xe này. Đấy, ghế da này thì được ngồi nhiều nhất. Đấy, cho nên là cái mặt ngồi của nó hơi lứt một chút các bác nhá, hơi lứt một chút xíu thôi. Chứ còn lưng của nó vẫn đẹp này. Đấy, trần thì rất đẹp, nét căng như mới luôn. Chiếc này thì cũng có được lên một cái cam hành trình rồi. Đấy, một cái cam hành trình rồi các bác nhá. Gương kính của xe được điều chỉnh bằng điện, ghế cũng là ghế điện luôn. Đấy, sơ qua một chút phần nội thất bên đây. Bây giờ em sẽ di chuyển sang bên kia và cho các bác mình ngắm thêm một chút nữa phần bên kia nhá. Chiếc xe biển 29S tư nhân, một chủ từ đầu. Đăng kiểm của xe đến tháng 3 năm 2021 nhá. Đấy, bộ la răng nhìn rất là đẹp mắt luôn. Với nước sơn bóng bẩy sạch sẽ. Xe bên em cam kết không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước. Hiện tại xe đang hoạt động bình thường. Đấy, xe vẫn đang chạy rất là ngon các bác nhá. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Và bây giờ em sẽ quay để các bác ngắm cái khu vực bên phụ đây. Đấy, bây giờ em sẽ quay chi tiết luôn nhá. Quay sát và chi tiết luôn để các bác xem về mẫu xe Mercedes này. Đấy, phần nội thất bên trong. Đấy, lòng trong của xe vẫn là lòng trong zin và còn rất là bóng bẩy đúng không ạ? Táp ni, táp lô của xe rất là tươi nhá. Đấy, táp lô, táp ni của này. Đấy, những cái nhựa, những cái đồ nhựa ở xe còn rất là gọn gàng. Đấy, da xịn. Cái phần táp ni, bốn cánh táp ni cửa đấy ạ, và ghế da và táp lô được bọc hoàn toàn là chất liệu da xịn các bác nhá. Hoàn toàn là chất liệu da xịn luôn. Đấy, từ cái phần tay tì đây. Đấy, từ cái phần tì tay rất là đẹp này. Đấy, vách cửa đẹp nhá. Và cái gioăng cửa này, gioăng cửa cũng vậy. Đấy, các bác xem gioăng cửa xe cũng vậy, rất là đẹp luôn. Trong thì nó là cao su, ở bên ngoài được bọc lý nhá. Đấy, bên ngoài được bọc lý. Chiếc xe với nội thất rất là giá trị vì độ zin, độ zin, độ nguyên bản của nó còn rất là cao, nguyên zin luôn, với phần nội thất nguyên zin, sàn bọc da có tấm nót ở trên rồi, sàn vẫn là sàn nỉ nhá, sàn vẫn là sàn nỉ luôn này, thường thường là bọc da nhưng mà chiếc xe này vẫn là nỉ nguyên, và phần nỉ của nó rất là trong, đây các bác xem này, đây, phần nỉ sàn của nó rất là trong nhá, đây, phần tì tay này. Rất đẹp. Mặt ghế sau đây. Đấy, chỗ này mình để đồ thoải mái nhá. Đấy, phần chân này, đứng đây em quay các bác mình xem thêm. Kính của xe thì cũng đã được bọc dán 3M rồi. Đấy, gioăng cái loại này, cái gioăng của nó rất là dẻo, rất là dai. Rất là khó rách luôn. Để mà rách được cái gioăng này cũng rất là khó nhá. Đấy, cửa đóng chắc lịch. Một số cái thông tin ở trên đây vẫn còn nguyên này. Đấy, quay khu vực khung cửa đây nhá. Em sẽ quay kỹ để các bác mình ngắm về mẫu xe này. Tiếp theo thì là một cái táp ni cánh cửa nữa. Và các bác có thể nhìn thấy là táp ni cánh cửa này nó được trang bị thêm một cái túi khí nữa đúng không ạ? Túi khí
khí nằm ở phần vách cánh cửa luôn. Ở phía dưới đây là lý này, còn trên được bọc da này, một loại da xịn cao cấp luôn các bác nhá. Cái khu vực này của nó là cái nhựa này vẫn còn nguyên này, bình thường ra là những rất cái chỗ này là rất hay bị mục. Đấy, nhựa ở đây rất hay bị mục nhá. Đây, ghế da đây. Cần số tự động vào rất là nhẹ nhàng. Âm thanh đầu đài vẫn chạy bình thường nhá. Điều hòa mát. Đây, sàn của nó vẫn là sàn lý này. Vẫn là sàn lý nhá. Đây, ghế này là ghế điện nhá. Đấy. Ghế điện hiện tại vẫn hoạt động bình thường. Điều hòa sử dụng tốt luôn. Táp lô của xe được trang bị bằng da xịn cao cấp. Một da xịn cao cấp nhé các bác nhá. Đấy, cửa đóng rất là chắc. Dòng mẹc này thì tôn vỏ nó rất là dày rồi đúng không ạ? Bên em thì rất hay bán mẹc và bán dòng B, dòng Ford. Bán rất là nhiều. Cái quan trọng là những cái dòng này nó phải chất các bác ạ. Các bác thì mình mua những cái mẫu xe mẹc, xe B, những cái mẫu xe mà nó là xe châu Âu đấy ạ. Thì các bác cũng mua cho em những cái mẫu xe nó một chất tí và đi nó yên tâm. Còn thì tất nhiên là những cái mẫu xe như này thì đồ đạc phụ tùng nó sẽ đắt gấp đôi. Nó sẽ đắt gấp đôi những dòng xe Toyota hay là mẫu Hyundai, đắt hơn gấp đôi nhá. Đắt hơn gấp đôi thôi ạ, chứ còn thì không đắt hơn nhiều đâu. Và phụ tùng dòng này thì nó cũng sẵn có, bây giờ thì cũng sẵn có rồi đúng không ạ? Rất là rẻ, rất là nhiều rồi. Không như ngày xưa nó phải đắt gấp 3 gấp 4 lần. Thế nhưng mà bây giờ thì chỉ đắt gấp đôi thôi. Và phụ tùng thì các bác nhà mình đặt đồ có thể trong ngày có luôn. Đấy. Bên em toàn thì chọn những mẫu xe đẹp để về các bác nhà mình tham khảo. Các bác hãy đến xem xe trực tiếp nhé. Bên em thì còn mấy con nữa cơ. Đấy, vẫn còn mấy con nữa. Mẹc xe 180 có 2 con, mẹc xe 200 có 2 con, xe 240 cũng đang có 2 con luôn. Đấy. Vẫn còn tương đối là nhiều. Máy số rất là ngon nhá. Hình thức đây thì em quay các bác cho mình xem đây rồi đúng không ạ? Đây cái lý nó này. Đây lý nó rất đẹp nhá. Lý rất đẹp luôn. Gương kính của xe hoạt động đầy đủ. Vô lăng tích hợp phím điều khiển âm thanh và điều chỉnh một số những chức năng khác trong hệ thống đồng hồ. Đấy, logo nó vẫn còn này. Túi khí nằm ở giữa vô lăng nhá. Dòng này thì nó sẽ có cái đây là cái nút bấm cruise control. Cruise control ga tự động, tắt bật ga tự động. Đấy. Và vô lăng gật gù nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu các bác xem nốt khu vực bên đây. Các bác cùng chú ý đón xem. Các bác xem video mình dành tay cho em xin lần like và một lần chia sẻ nhé. Đây em sẽ quay kỹ hơn, quay gần hơn này. Đấy, tuy rằng là bây giờ cũng được một thời gian gần 20 năm rồi, nhưng mà chất lượng của xe nó vẫn còn rất là tốt đúng không ạ? Các bác thấy là những cái phần da này thì đến bao giờ nó mới hỏng được đúng không ạ? Rất là khó luôn, nó chỉ cũ đi thôi, còn để hỏng rất là khó nhá. Đặc biệt là mẫu này mà các bác mua về mình giữ gìn thì cực bền. Đấy. Rất là bền luôn. Mọi chi tiết của dòng này nó sẽ bền hơn những cái chiếc xe của Toyota hay là những cái dòng xe khác các bác nhá. Những dòng xe châu Á là đồ đạc là không bền bằng đâu. Đây, cửa đóng chắc lịch đúng không ạ? Bây giờ em sẽ đi một vòng xung quanh hình thức bên ngoài, phần vỏ bên ngoài của chiếc xe nhá. C180 nhưng mà ở đây thì chủ xe trước người ta gắn cái tem là C200. Đấy, người ta thích để chữ 200 cho nên là người ta gắn vào thôi.
Chứ còn thì của nó là chính thức là C180 các nhá. Máy chỉ có 1.8 thôi. Đấy, tiêu thụ nhiên liệu của nó thì nó ở mức độ tầm khoảng 8-9 lít trên 100 km thôi. Đấy, rất là phù hợp phải chăng cho các bác mình mua về đi sử dụng gia đình đúng không ạ? Đấy, đèn này. Đèn của nó rất mới luôn này. Đèn của nó rất là trong, rất là mới luôn. Thân vỏ đẹp nhá, cam kết bác luôn là không bị va chạm gì. Thân vỏ rất là đẹp. Gương kính điều chỉnh bằng điện, có sinh nhan trên gương. Sơn xi sạch sẽ rồi. Đấy là răng đúc đẹp. Lốp của xe này vẫn còn tương đối này. Đèn pha này cũng là đèn pha còn zin nhá. Đấy, chưa thay đâu ạ. Đấy, thiết kế bi nằm ở bên trong. Chỗ này là vị trí rửa đèn pha này. Đấy. Cái nắp này này. Đấy, là vị trí rửa đèn pha các bác nhá. Đây các bác cùng xem nốt cái vị trí bên đây. Thân vỏ không lỗi gì, càng đẹp đúng không ạ? Không phải làm gì nữa nhá, trên chiếc xe này các bác cũng hoàn toàn yên tâm là không phải làm gì. Dòng này độ an toàn của nó rất là cao. Các bác cứ mua cho em những dòng xe đứng đến từ châu Âu. Cái dòng này mỗi cái là đồ nó đắt đi thôi, chứ còn thì độ an toàn nó cao. Tôn vỏ nó dày thế này. Đấy, rất là dày luôn. Dày bịch luôn. Có va chạm một con nào thì chắc chắn điều rằng là con khác là sẽ bị thua đúng không ạ? Đấy, cốp ở trong này vẫn là nỉ nhá. Đấy, cốp và lốp phần xung quanh cu lốp. Phanh ABS 4 bánh nhá. Phanh đĩa ABS 4 bánh. Gầm sàn đẹp. Đấy, gầm sàn đẹp các bác nhá. Đấy là phần gầm của chiếc xe. Còn bây giờ là đến phần máy nhá. Bây giờ quay chi tiết phần phòng máy để các bác xem. Với động cơ máy 1.8 thôi. Dòng này thì nó sẽ có động cơ 2 chấm nữa và 2.5 nữa. Riêng cái dòng Mercedes đúng không ạ? Còn Mercedes F thì các bác biết là nó có thậm chí đến cả 5 chấm luôn. Đấy, động cơ đây nhá. Động cơ khoang máy đây. Về máy số của xe các bác yên tâm, máy số xe rất là ngon. Gầm bệ chắc. Các bác có thể sang tên bất cứ lúc nào, hoặc là mình để nguyên biển làm giấy tờ mua bán và cứ thế là chạy thôi. Đấy, video về chiếc xe này thì em cũng đã quay xong rồi. Các bác nhà mình nếu đã ưng đã thích thì nhấc máy alo cho bên em để được tư vấn và để được chốt mẫu này nhá. Theo hai số 0938586307 và 0389000555. Hai số hotline, hai số chính của bên em đấy ạ. Địa chỉ xem xe thì các bác tới 166 Hồng Châu, em ở đối diện 166 Hồng Châu nhá. Của thành phố Hải Dương, gần cầu Cất và gần cầu Cong. Đây, bãi xe bên em ạ, rất nhiều xe luôn, trên dưới 100 đầu xe cơ. Lúc nào cũng vậy. Ngày nào cũng bán vài con và ngày nào cũng mua vài con về đăng lên để cho các bác xem tham khảo. Với giá từ 100 triệu trở lên, rất là nhiều. Đấy, vâng, ok. Em xin cảm ơn và xin kết thúc video tại đây.